Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình làm cái video sửa bơm mỡ và bơm mỡ cho máy xúc. Thì cái bơm mỡ nó bị hỏng, chúng ta sẽ sửa nó như thế nào. Xin mời tất cả các bạn cùng xem video. Vâng, như tiêu đề tôi nói, sửa bơm mỡ như nào. Hiện nay tôi có một cái bơm mỡ nó đang bị hỏng các bạn. Cái đầu bơm mỡ này các bạn, này trong chuyên ngành hình như nó gọi là cái đầu trấu phải không ạ? Thì sửa như nào tôi cũng xin nói luôn với các bạn là không có cách để sửa cái này luôn, chỉ có tháo ra và vứt đi thay cái mới các bạn. Này tôi vừa mua một cái mới này, cái đầu này tôi mua trước, tôi mua rất đắt, tôi dùng được khoảng 2 năm mà các bạn ạ. Thì giờ nó bơm nó bị nẻ mỡ rồi, thì thay vào cái mới. Cái này tôi vừa mua đây này, tôi vừa mua 50.000 các bạn ạ. Tôi cũng đã thử sửa nhưng không sửa được các bạn ạ. Mỡ chúng ta lên có một cái gì ạ? Cờ tủ vít. Và một cái gì đó. Tại sao dùng tủ vít? Bởi vì nhiều chỗ chúng ta có bị dắt đất vào các bạn ạ. Ta sẽ phải đào đất ra. Đây đầu tiên là bơm ắc những ắc quan trọng nhất. Đây. Các bạn nhìn sau khi lắp cái bơm này vào, lắp cái đầu trấu này vào, đầu trấu mới này vào, nó sẽ không bị dò mỡ nữa các bạn. Sau tôi lắp cái đầu kia nó hay ra lắm. Thì đây là tôi dùng cái bơm mỡ sâu các bạn ạ, nó rất tiết kiệm và nó rất sạch. Nhiều anh em này vẫn dùng mỡ hút đấy. Mỡ hút dùng thì thực ra thì cũng được thôi, nhưng mà nó hơi bị bẩn một chút các bạn ạ. Bơm mỡ thì như các bạn đã biết, bơm chúng ta khi nào chúng ta nhìn thấy mỡ nó lòi ra hai bên thì ok các bạn ạ. Con này là bạc, nó cũng hơi bị kém rồi các bạn ạ, nên là nó, chúng ta có thể nhìn thấy vết đấy, chúng ta đã nhìn, các bạn nhìn thấy các bạn lòi ra các bạn. Đây tại sao tôi nói các bạn tôi dùng cái phải dùng vít đây, ví dụ như địa điểm này chúng ta cần cái đào đó rồi, đất nó nhét vào đấy các bạn ạ. Nhát đất ở đây nó cứng như này, đá luôn các bạn. Làm cái sạch cái đầu bơm mỡ đi, cái phú mỡ đi, để chúng ta bơm. Tương tự bên này cũng thế các bạn. Sau khi đã lau sạch cái đầu đi các bạn, để tránh đất nó, cát nó chui vào trong đây thì nó bị tắc các bạn. Cái này gần hết rồi. Đó là những cái vệ sinh đi nhưng nó vẫn bị vào các bạn. Mỡ đã hết rồi. Ta sẽ này còn một vị nó thay. Đây,
sâu đây các bạn ạ. Em này nó có mỡ sâu. Đấy, thay nó rất nhanh và nó không mất thời gian như là này, chúng ta được kéo này ra. Nó so điếp tiếng bạn. Lắp của nó không có chuyên môn. Trước tôi cho mấy ông lái lu mượn cái bơm mỡ này này, ông lắp nó không biết lắp, cách lắp nó sẽ bị đứt các bạn ạ. Ta chỉ lắp khoảng 2 gen nào thôi. Rồi sau khi chúng ta tiếp tục xoáy này nó sẽ vào tiếp các bạn ạ. Thả cái dây xích đây. Nó tiếp tục bơm. Giờ nhìn thấy nó ghê. Đấy, này nó bạc nó kém rồi, bơm phát ra thấy mỡ ngày các bạn ạ. Khi vừa mỡ chúng ta lên có một cái găng tay cứ bóng các bạn ạ. Nó làm nó sạch sẽ, nó không bị bẩn tay các bạn ạ. Khi chúng ta lên máy thì nó làm việc thì nó không bị bẩn đến tay. Tay trang. Thấy đủ. Rồi. Và sẽ bơm đến cái đầu cần con. Đây là gọi là đầu cần con các bạn ạ. Khá mệt các bạn ạ.